đó mời các bác sẽ tập trung ở đây. Và các bác cứ đứng ở đây cho giới thiệu một chút ạ. À, vâng, Đền Đô rất vui mừng được đón chào các bác đã về thăm đất quê vua nhà Lý. Lời đầu tiên cho phép cháu xin kính chúc các bác cũng như những người thân trong gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe ạ. À, thưa các bác, theo phong tục dân gian, tất cả quý khách về Đền Đô sẽ có nghi thức làm lễ dâng hương tưởng niệm đức bát vị tiên vương triều Lý. Và sau đây cháu xin trân trọng kính mời các bác, chúng ta sẽ có nghi thức làm lễ dâng hương chung của cả đoàn ở tại sân rộng của Đền Đô. Và cháu xin phép được giới thiệu về nghi thức làm lễ dâng hương. Thưa các bác, Đền Đô là nơi thờ vua, như vua từng làm việc thì mới có cửa rồng và sân rồng. Kiến trúc của sân rồng Đền Đô rất độc đáo, được lát các ô mặt đá vừa vuông vừa tròn. Đây là biểu hiện sự giao hòa giữa trời và đất. Mời các bác lát nữa mỗi người đứng lên một mặt ô đá tròn và tay cầm một nén hương để chuẩn bị nghi thức dâng hương. Ở Đền Đô sẽ nổi 3 tiếng trống và 1 tiếng chiêng. Cháu mời các bác hãy lễ 3 lễ theo thuyết thiên, địa, nhân. Tức là sau tiếng trống thứ nhất ta lễ một lễ, đó là lễ trời thiêng, người để che chở cho mình trong cuộc sống. Sau tiếng trống thứ hai lễ tiếp một lễ, đó là lễ đất thiêng, để người tạo cho mình một chỗ đứng trong cuộc đời. Và sau tiếng trống thứ ba, lễ các đức vua, lễ các tiền nhân, để người chứng sáng cho tấm lòng thành con cháu mà cầu mong những ước nguyện riêng cho mỗi người. Sau 3 tiếng trống là 1 tiếng chiêng, lòng thành kính trống mời các bác lễ 5 lễ. 5 lễ này để được an khang phúc lộc thọ và cầu nguyện những ước nguyện riêng của mỗi người. Làm lễ xong, cháu mời các bác dâng hương tại lư đồng trước sân rồng đây. Tất cả dâng hương ở ngoài, trong các cụ đã có hương phòng rồi. Dâng hương xong, cháu mời các bác di chuyển lên phía trên. Đi đến đâu, cháu xin phép được giới thiệu tiếp các hạng mục công trình của Đền Đô. Vâng, sau đây cháu xin trân trọng kính mời các bác di chuyển ra giữa sân rồng để làm lễ dâng hương ạ. Vâng, thưa các bác ạ, nơi các bác đang đặt chân, thưa đây là Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, nằm trên đất quê Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Đất quê này còn có tên là Hương Diên Uẩn, sau đổi thành Hương Cổ Pháp, còn có một tên rất nôm nữa là Làng Báng, vì ngày xưa trước ngôi đền đây có một rừng cây báng. Và chính tại đất quê hương này đã sinh ra cho vĩ nhân đất nước ta một vĩ nhân, đó là Đức Vua Lý Thái Tổ, tức Vua Lý Công Uẩn, người khởi lập triều Lý và khai sáng Thăng Long, một kinh đô của nước Đại Việt. Vâng, chính vì vậy, nhân dân Đình Bảng, đất quê của người, đã tưởng nhớ đến người khởi lập triều Lý và khai sáng Thăng Long, cho nên đã xây dựng ngôi đền thờ người ở đây. Đền Đô được xây dựng lần đầu là năm 1019. Sau nhiều lần tôn tạo, cho tới lần tôn tạo lớn nhất, đó là năm 1604, thời vua Lê Kính Tông. Khi ấy, kiến trúc công trình của Đền Đô rất độc đáo. Đền Đô xưa đã từng vào câu ca rằng: Đền Đô kiến trúc tuyệt vời, Thăng Long đẹp đất, đẹp người ngàn năm. Nhưng rất tiếc, kiến trúc tuyệt vời của Đền Đô đã bị chiến tranh phá hủy vào năm 1952. Và để đến năm 1989, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng với lòng công đức của mọi quý khách thập phương, thì để hiện giờ, sau hơn 30 năm xây dựng tôn tạo lại, đến nay đã hoàn tất được các hạng mục công trình. Công trình đầu tiên, nơi các bác vừa làm lễ dâng hương, là sân rồng của Đền Đô. Qua sân rồng Đền Đô, nơi các bác đang đặt chân, thưa đây là nhà Phương Đình của Đền Đô. Cháu mời các bác hướng ra phía trước hai bên hương án thờ vua, thưa đây là tượng hai ông tướng Đá Rãi, là người dân tộc thiểu số miền Trung Thanh Hóa. Khi sống có công rất lớn đối với triều đình nhà Lý, khi chết đã được tạc thành tượng và được đưa từ miền ngược về tới miền xuôi. Có điều đặc biệt vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc, đó là đóng khố, cởi trần. Điều này thể hiện rằng phò vua khi sống, thờ vua khi chết đều nhờ ở thần dân. Tướng quân Đá Rãi đứng kia, nghỉ năm trung thủy, phò vua xứng đến. Và hai ông đã được mang tên họ Lý, một ông mang tên Lý Hải, một ông mang tên Lý Khoáng. Và đây là hai anh em sinh đôi trong một gia đình.
Vâng, và bây giờ để biết thêm các hạng mục công trình, cháu mời các bác di chuyển vào bên trong ạ. Lo cho con cháu hằng muôn ức đời, trên kính vâng mệnh trời, dưới làm theo ý dân, thấy tiện lợi mới rời đổi. Và người đã quyết định rời đổi từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La. Nhưng thưa các bác, Đức Lý Công Uẩn là một nhà tiên tri vĩ đại, người đã viết chiếu rời đô, và trong phần nội dung chính của bản chiếu rời đô gồm có 214 chữ. Thì con số 214 này lại ứng với 8 đức vua thờ ở đền đô trị vì đất nước là 214 năm trên tổng số 216 năm của vương triều Lý. Thế còn 2 năm cuối cùng đó là bà Lý Chiêu Hoàng, vị vua thứ 9 của triều Lý. Bà lên ngôi vào 2 năm cuối, sau đó quyết định nhường áo long bào cho chồng là Trần Cảnh. Vương triều Lý khép lại và chuyển giao sang nhà Trần. Nhân dân Định Bảng không thờ bà ở đền đô chung cùng với ông cha, mà thờ bà riêng nằm cách đền đô 2 km về phía tây của làng, đó là ngôi đền rồng, nơi thờ vị vua thứ 9 của triều Lý, Lý Chiêu Hoàng. Và thực chất vương triều Lý là có 9 vị vua, nhưng vì vậy ở đền đô chỉ thờ 8 đức vua thôi ạ. Tiếp đến mời các bác hướng sang phía kế bên. Thưa các bác, theo như Đức Lý Công Uẩn đã từng nhìn nhận rằng đất này là đất thiêng người giỏi, thì khí thiêng ấy ngày nay đã hội tụ trên đỉnh lóc đèn chính tại thời điểm rạng sáng 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 9 năm 1998. Khi tiếng trống chiêng rung lên để làm bài lễ tế các đức vua triều Lý kỷ niệm Sài Gòn 300 năm, thì cũng là lúc trên bầu trời một áng mây rồng vàng rất lạ đã linh ứng trên đỉnh lóc đèn. Qua áng mây rồng vàng này cũng cho ta liên tưởng rằng chính vì Lý Công Uẩn đặt tên kinh thành là Thăng Long. Thăng Long tức là rồng bay lên, thì khí thiêng ấy ngày nay cũng lại là một áng mây rồng bay rất lạ đã xuất hiện ở chính tại nơi thờ người. Hiện tượng linh thiêng được đặt tên là Hoàng Long Linh Hiện, tức là rồng vàng đã xuất hiện trên đỉnh đền đô. Nhưng thưa các bác, ở đền đô không chỉ đón nhận hiện tượng áng mây rồng vàng linh ứng, còn đón nhận 8 giải mây ứng như 8 đức vua. Hiện tượng linh thiêng được trưng bày phía bên phải của nhà tiền tế ạ. Sau đây cháu mời các bác sẽ qua đó tham quan ạ. Vâng, các bác cho cháu hỏi. Các bác ạ, trước khi giới thiệu tiếp, cháu cũng xin giới thiệu với các bác ạ. Thưa, đây là các cụ đại diện trong làng này ngày lên để đón nhận các lòng công đức của mọi quý khách thập phương. Vâng, cháu xin giới thiệu với các cụ ạ. Vâng, thưa các bác ạ, trước khi tham quan chiêm ngưỡng hiện tượng linh thiêng ở đền đô, cháu mời các bác hướng lên phía trên của nhà tiền tế. Thưa, đây là bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được Lý Thường Kiệt đọc trên chiến tuyến Sông Như Nguyệt vào mùa xuân năm 1077. Dưới sự chỉ huy của Thái úy Lý Thường Kiệt, người đã đánh thắng quân Tống và âm vang lên bài thơ Nam Quốc Sơn Hà.
Bánh Nam Quốc Sơn Hà được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta về quyền giành độc lập tự chủ trong nước nhà. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được âm vang ở thời Đức vua Lý Nhân Tông là vị vua thứ tư của triều Lý ạ. Vâng, tiếp đến cháu mời các bác hướng sang phía kế bên. Thưa các bác, như cháu vừa giới thiệu, đền Đô không chỉ đón nhận hiện tượng áng mây rồng vàng linh ứng, còn đón nhận tám giải mây ứng như tám đức vua. Và thưa đây là khoảnh khắc thiêng liêng lớn nhất lần đầu tiên xuất hiện ở đền Đô, đúng vào ngày lễ hội truyền thống ngày rằm tháng 3 âm lịch năm 1997. Cùng khi tiếng trống chiêng bắt đầu rung lên là lúc bầu trời vùng quanh mái đền rực sáng và tám giải mây đang như tám giải quạt đã linh ứng trên đỉnh lóc đền rất lạ. Cũng cho thấy rằng ứng như tám đức vua thờ ở đền Đô lại là tám giải mây. Và có điều đặc biệt là hiện tượng linh thiêng xuất hiện đúng vào ngày lễ hội, mà ngày lễ hội chính là ngày Lý Thái Tổ đăng quang. Thưa các bác, ở đền Đô hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 3 âm lịch, nhân dân Bình Đại tổ chức lễ hội truyền thống. Lễ hội năm nay thì đã qua đi rồi, nhưng hẹn gặp lại các bác vào lễ hội năm sau ạ, đó là rằm tháng 3 âm lịch sang năm. Và bây giờ để tìm hiểu thêm lịch sử của tám vị vua, sau đây cháu mời các bác di chuyển vào Linh Cung ạ. Vâng, thưa các bác ạ, nơi đoàn mình đặt chân thưa đây là Linh Cung, nơi đặt tượng và bài vị của tám đức vua triều Lý. Theo như kiến trúc của các ngôi, đình, đền, chùa, vùng đồng bằng Bắc Bộ đều được xây dựng theo các số gian lẻ. Chính vì vậy, ở đền Đô thờ tám đức vua nhưng được làm 7 gian. Gian chính giữa của Linh Cung được đặt hai ngai, đó là ngai của vua Lý Thái Tổ và ngai của vua Lý Thái Tông. Vua Lý Thái Tổ tức vua Lý Công Uẩn, người khởi lập triều Lý và khai sáng Thăng Long, một kinh đô của nước Đại Việt. Người có con mắt mang tầm nhìn chiến lược vĩ đại mà quyết định rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La và ngày nay là thủ đô Hà Nội, trung tâm của cả nước để phát triển cho muôn tước đời con cháu. Như vậy là đức vua Lý Thái Tổ, người đã có con mắt mang tầm nhìn chiến lược vĩ đại. Chính vì vậy, lời thơ Huy Cận đã từng ca ngợi đôi mắt của vua Lý Thái Tổ rằng: mắt chứa thời gian, chứa không gian, nhìn trước nghìn năm mắt địa bàn, vạn dặm phù sa bồi lịch sử, rời đô dầu hiện nước sang trang. Vua Lý Thái Tổ tức vua Lý Công Uẩn, người sinh ngày mùng 8 tháng 3 năm 974 và băng hà vào ngày mùng 3 tháng 3 năm Mậu Thìn, tức là năm 1028. Khi ấy người thọ 55 tuổi và ở ngôi 19 năm. Ngồi kế bên cũng tại gian giữa là điện thờ vua Lý Thái Tông, vị vua thứ hai của triều Lý, người được đặt thấp hơn vua Lý Thái Tổ một chút để thể hiện sự cha truyền con nối. Ở thời vua Lý Thái Tông, sau khi lên ngôi vào năm 1042, người đã sai soạn bộ luật Hình Thư để từ triều đình về đến hương quê, quan luôn tự hỏi mình sửa mình là quan của triều Lý, dân luôn tự hỏi mình sửa mình là dân của triều Lý. Và đức vua Lý Thái Tông, người băng hà thọ 55 tuổi, ở ngôi 26 năm. Tiếp sau thời vua Lý Thái Tông là đến thời vua Lý Thánh Tông, vị vua thứ ba của triều Lý, được đặt phía bên tay trái, gian kế bên. Ở thời vua Lý Thánh Tông, người có bà vợ rất đảm đang mà cả nước ta ai cũng đều biết đến, đó chính là Nguyên Phi Ỷ Lan. Bà đã hai lần buông rèm nhiếp chính, giúp chồng và con cai quản đất nước. Sau khi lên ngôi vào năm 1054, đức vua Lý Thánh Tông, người đã đặt quốc hiệu là Đại Việt để có ý muốn ngang hàng với nước Đại Tống ở phương Bắc. Và đức vua Lý Thánh Tông, vị vua thứ ba của triều Lý, người băng hà thọ 50 tuổi, ở ngôi 18 năm. Vâng, tiếp sau thời vua Lý Thánh Tông là đến thời vua Lý Nhân Tông, vị vua thứ tư của triều Lý, được đặt phía bên tay phải. Cháu mời các bác qua bên phải một chút. Vâng, tiếp đến cháu xin giới thiệu điện thờ phía bên tay phải đây là điện thờ đức vua Lý Nhân Tông, tức vị vua thứ tư của triều Lý.
Ở thời vua Lý Nhân Tông, triều đình và đất nước coi trọng việc rèn đúc luyện tài. Đến năm 1076, người đã quyết định xây dựng trường đại học đầu tiên của đất nước ta, đó là trường đại học Quốc Tử Giám, hiện nay đặt giữa lòng Thăng Long, Hà Nội. Để đào tạo các nhân tài cho đất nước, triều Lý vẻ vang, quan văn, giỏi võ, thiên hạ thái bình, quan võ, giỏi văn. Quan văn võ đồng tâm phò xã tắc, cùng muôn dân giữ vững nước non nhà. Và người đã quyết định xây dựng trường đại học để đào tạo các nhân tài cho đất nước. Ở thời vua Lý Nhân Tông, người đã có thái úy rất nổi tiếng như cháu vừa giới thiệu, đó là thái úy Lý Thường Kiệt. Người đã đánh thắng quân Tống và âm vang lên bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Đức vua Lý Nhân Tông, vị vua thứ tư của triều Lý, người Băng Hà, thọ 62 tuổi và ở ngôi 56 năm. Đây là vị vua ở tuổi lâu nhất của vương triều Lý ạ. Tiếp sau thời vua Lý Nhân Tông là đến thời vua Lý Thần Tông, tức vị vua thứ năm của triều Lý, được đặt phía bên tay trái, gian nối tiếp kế bên. Trước khi giới thiệu điện thờ vua Lý Thần Tông, cháu cũng xin giới thiệu là kiến trúc linh cung ở Đền Đô khác với các ngôi đình đền chùa khác. Là đến các ngôi đình đền chùa khác, theo phong tục truyền thống, ta sẽ lễ từ gian giữa trước, sau đó hết bên phải, rồi hết bên trái. Nhưng riêng ở Đền Đô, kiến trúc linh cung được đặt theo thế đối xứng, đó là ta lễ gian giữa trước, sau đó qua bên trái, qua bên phải, qua trái, qua phải, rồi tiếp tục qua trái, qua phải. Bởi vì các cụ đặt theo bài vị của đức vua từ ngày xưa và cũng là theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vì vậy, sau thời vua Lý Nhân Tông phía bên phải là đến thời vua Lý Thần Tông được đặt phía bên tay trái. Ở thời vua Lý Thần Tông thì không phải là con nối ngôi cha nữa mà là cháu nối ngôi bác. Do vua Lý Nhân Tông không có con trai cho nên đã nhường ngôi cho cháu ruột của mình là vua Lý Thần Tông. Vua Lý Thần Tông lên ngôi khi ấy tuổi rất là trẻ, nhưng lớn lên đã sớm thể hiện là người tư chất thông minh. Ở thời vua Lý Thần Tông thì đất nước bình yên, không có chiến tranh loạn lạc xảy ra. Nhưng mà người đã mắc bệnh hiểm nghèo cho nên Băng Hà ở tuổi rất là trẻ. Người Băng Hà hưởng dương 23 tuổi và ở ngôi 10 năm. Đó là vị vua trẻ tuổi nhất của vương triều Lý. Vâng, tiếp sau thời vua Lý Thần Tông là đến thời vua Lý Anh Tông, tức vị vua thứ 6 của triều Lý, được đặt phía bên tay phải. Cháu mời các bác qua bên phải một chút. Vâng, tiếp đến cháu xin giới thiệu điện thờ phía bên phải đây là điện thờ đức vua Lý Anh Tông, tức vị vua thứ 6 của triều Lý. Ở thời vua Lý Anh Tông, người đã làm rạng danh cho Tổ quốc, người hai lần ra hải đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để vẽ lên bản đồ từng đảo của đất nước Việt Nam. Đến năm 1149, vua Lý Anh Tông đã cho thành lập thương cảng đầu tiên của đất nước ta, đó là thương cảng Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, để trao đổi buôn bán sản vật với nước ngoài, nhằm thu hút được mọi miền kinh tế của nước bạn về tới nước mình để phát triển cho muôn ức đời con cháu. Vâng, thưa các bác, và ngày nay, việc Việt Nam gia nhập WTO, đó cũng là ý tưởng của vua Lý Anh Tông từ thời xưa, là thành lập thương cảng để trao đổi buôn bán với nước ngoài, thì đến nay Việt Nam đã thành công. Và đây cũng là vinh dự rất lớn đối với vương triều Lý, đặc biệt đối với vua Lý Anh Tông, người đã cho xây dựng thương cảng đầu tiên của đất nước Việt Nam. Vâng, và như cháu vừa giới thiệu, Đền Đô từ khi xây dựng lại cho tới nay là hơn 30 năm xây dựng. Thì trong hơn 30 năm đó, Đền Đô đã đón nhận rất nhiều những đoàn hậu duệ từ mọi miền Tổ quốc về đây xin nhận cố hương. Nhưng trong đó, Đền Đô đã đón nhận một câu chuyện rất cảm động và linh thiêng nữa cách đây 29 năm. Vào mùa xuân năm 1994, khi ấy đã đón nhận một vị công dân từ Hàn Quốc về đây, ông úp mặt chính tại nền đền của Lý Anh Tông khóc xin cảm nhận tình thương của dân tộc. Ông dâng cuốn tộc phả dày tới 800 trang và tự xưng là Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, hậu duệ đời thứ 27 của vua Lý Anh Tông và là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Đắc Tường, là con của vua Lý Anh Tông. Nhưng thưa các bác, vì sao sau 30 năm như vậy mà lại có một vị công dân từ Hàn Quốc đã tìm được về cố hương? Cháu mời các bác hãy quay trở lại lịch sử. Vào năm 1226, khi mà vương triều Lý chuyển giao sang nhà Trần,
Trần Thủ Độ đã sợ các tôn thất nhà Lý giành lại ngai vàng, đã diệt các tôn thất nhà Lý. Ai muốn sống thì phải phiêu bạt đi muôn nơi hoặc phải sang tên, đổi họ khác. Những người sống trên đất quê cổ Pháp đây cho thi nhưng mà không được đỗ bảng vàng để tránh việc vào cung lật lại tình thế. Chính vì vậy mà từ đó tới nay, ở đây làng cháu đã đổi tên thành làng Đình Bảng. Đình Bảng tức là dừng lại việc ghi bảng vàng. Thì khi ấy, hoàng tử Lý Long Tường là con của vua Lý Anh Tông, người đã bí mật về đền Đô đây, lấy đi một số bộ đồ thờ cổ và một số hạt thóc giống để sang Cao Ly, Hàn Quốc làm xôi thờ cúng tổ tiên. Ở nơi xa xôi đó, người đã làm rạng danh cho tổ quốc, người xây dựng trường đại học để giảng cho nghìn nho sĩ Cao Ly biết về nền văn hóa Đại Việt. Vào năm 1253, người đã giúp vua Cao Ly đánh thắng quân Nguyên Mông, được vua Cao Ly phong tặng chức vụ là đại tướng và cho cai quản cả một vùng đất Hoa Sơn. Thì ở tại vùng đất Hoa Sơn đó, ngày ngày người đã ngồi trên đỉnh núi Hoa Sơn trông về quê nhà mà viết gia phả dòng tộc để nối đời con cháu cho tới ngày nay. Và đúng mùa xuân năm 1994, hậu duệ nhà Lý từ Hàn Quốc đã tìm được về cố hương. Nhưng thật linh thiêng sao, khi giọt nước mắt đầu tiên của người con xa xứ nhỏ xuống nền đèn, thì cũng là lúc các hiệp thợ ở ngoài sân dòng đèn Đô đã reo vang lên, tìm thấy một chiếc giếng cổ. Dưới chiếc giếng cổ sâu tới độ sâu 7 mét đã chạm được một bộ đồ thờ cổ lớn nhất và quý giá nhất. Một bộ đỉnh đồng, hai con hạc đứng trên hai con rùa. Này các cụ đã xin phép Đức Vua cho đặt ở phòng truyền thống, lát nữa cháu mời các bác ghé tham quan. Và đây cũng là câu chuyện cảm động nhất ở đền Đô đón nhận cách đây 29 năm. Vâng, và Đức Vua Lý Anh Tông, vị vua thứ 6 của triều Lý, người Băng Hà hưởng dương 40 tuổi và ở ngôi 37 năm. Vâng, tức 3 tuổi người lên ngôi ạ. Tiếp sau thời vua Lý Anh Tông là đến thời vua Lý Cao Tông, tức vị vua thứ 7 của triều Lý, được đặt phía bên tay trái ra ngoài cùng. Ở thời vua Lý Cao Tông thì triều đình nhà Lý đã suy yếu rồi, quyền lực nằm trong tay ông Trần Thủ Độ. Lý Cao Tông thấy được rằng trách nhiệm của mình không thể gánh vác được việc lớn nữa, vì vậy người đã viết chiếu hối lỗi với thần dân rằng: Trẫm ở trong thâm cung, không biết được lỗi khó nhọc của muôn dân, lại nghe theo lời bọn tiểu nhân mà gây oán với bề dưới. Dân đã oán thoán thì trẫm còn biết dựa vào ai đây? Nay trẫm viết chiếu hối lỗi cách tân, cùng thần dân ai có của cải ruộng đất bị xung công thì nay sẽ được hoàn trả lại. Và người thấy rằng trách nhiệm của mình không thể gánh vác được nữa, cho nên đã hoàn trả hết ruộng đất của nhân dân đã bị xung công. Và sau đó người quyết định nhường ngôi cho con trai trưởng của mình, đó là Lý Huệ Tông vào năm 1210. Cháu mời các bác qua điện thờ Lý Huệ Tông. Ở thời vua Lý Huệ Tông, thứ nhất là triều đình nhà Lý đã suy yếu rồi, quyền lực nằm trong tay ông Trần Thủ Độ. Thứ hai là Lý Huệ Tông lại không có con trai để nối dõi tông đường. Và cho đến năm 1224, người đã quyết định nhường ngôi cho con gái của mình, đó là bà Lý Chiêu Hoàng, vị vua thứ 9 của triều Lý. Thế sau khi nhường ngôi cho con gái của mình rồi, Lý Huệ Tông đã quyết định bỏ cảnh triều đình lên làm sư ở chùa Chân Giáo và tự xưng là Huệ Quang Đại Sư. Thì chỉ trong một lần ngang qua của ông Trần Thủ Độ thấy Lý Huệ Tông làm sư ở đó, Trần Thủ Độ đã nói một câu làm cho Lý Huệ Tông rất là đau lòng: nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lý Huệ Tông nghe thấy vậy rất là uất ức. Và hơn nữa triều đình nhà Lý lại suy yếu rồi, chính vì vậy Lý Huệ Tông đã quyết định tự vẫn mà chết. Thế sau khi chết, vợ của vua Lý Huệ Tông đó là bà Trần Thị Dung. Bà đã không tiết hạnh thờ chồng mà bà lại tái giá lấy ông Trần Thủ Độ. Mà ông Trần Thủ Độ lại là người tình cũ của bà. Và vì thế nhân dân Đình Bảng đã cho rằng bà bây giờ không còn là con dâu của nhà Lý nữa mà là dâu của nhà Trần rồi. Cho nên dưới nhà mẫu của đền Đô không thờ bà Trần Thị Dung. Và đây cũng là câu trả lời của rất nhiều quý khách về đền Đô tự đặt câu hỏi tại sao trên cung điện thờ 8 đức vua nhưng dưới nhà mẫu chỉ thờ 7 vị. Và đó là Trần Thị Dung nay được thờ ở tại đền Trần thuộc tỉnh Nam Định vì bà bây giờ là dâu nhà Trần rồi ạ. Vâng, và Đức Vua Lý Huệ Tông, vị vua thứ 8 của triều Lý, người Băng Hà hưởng dương 33 tuổi và ở ngôi 14 năm.
Vâng, đó là 8 đức vua được thờ ở Linh Cung Đèn Đô. Còn đức vua thứ 9 như cháu vừa giới thiệu được thờ cách Đèn Đô 2 km về phía tây của làng, đó là Lý Chiêu Hoàng. Và thưa các bác, thực chất ra cháu xin giới thiệu vương triều Lý thịnh vượng nhất là ở các vị vua đầu tiên. Còn những vị vua về sau như vị vua thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì triều đình nhà Lý cũng đã suy yếu rồi. Và lúc đó quyền lực đã nằm trong tay ông Trần Thủ Độ. Vâng, việc nhà Lý suy yếu, nhà Trần lên thay đó là một sự chuyển giao rất là hợp lý, bởi vì nhà Lý không còn nắm quyền hành nữa và không cái gì có thể tồn tại mãi mãi được. Đến lúc đó thời thế thế thời, nhà Lý cũng đã kết thúc. Trần Thủ Độ đối với nhà Lý thì có rất nhiều những âm mưu, nhưng đối với triều Trần, đối với đất nước thì Trần Thủ Độ lại là người có công rất lớn, đã giúp triều Trần đánh giặc để đất nước ta thoát cảnh lầm than khi mà nhà Lý suy tàn. Và đây cũng là công lao rất lớn của Trần Thủ Độ đối với đất nước ta. Vâng, thưa các bác, và sự chuyển giao giữa các vương triều từ nhà Đinh, Lê, Lý, Trần đó là những sự chuyển giao rất là êm dịu, và đặc biệt nữa là không phải qua một cuộc đảo tranh đấm máu nào mà hoàn toàn bằng con đường tự nguyện. Đó là sự chuyển giao rất là êm dịu giữa các vương triều. Và bây giờ trước khi sang tham quan nhà mẫu, cháu mời các bác sẽ ghé tham quan bia cổ Đèn Đô. Đây là cổ vật duy nhất sau chiến tranh để lại. Cháu mời các bác giơ tay trái ạ. Theo nguyên mẫu xưa, tấm bia đá này do cụ Trạng Bùng Phùng Khắc Quang đã soạn dựng vào năm 1604, thời vua Lê Kính Tông. Phía trên văn bia có hình Lưỡng Long Trầu Nguyệt, tức là đôi rồng đều trầu một mặt nguyệt. Phía dưới có năm chữ Cổ Pháp Điện Tạo Bi. Bi tức là bia của đền cổ Pháp. Ngày xưa có tên là đền cổ Pháp vì nằm trên đất quê cổ Pháp. Và đất quê này như cháu vừa giới thiệu, khi nhà Lý chuyển sang nhà Trần thì đất quê này đã đổi tên thành làng Đình Bảng. Và sau này ngôi đền được xây dựng lại đã đổi tên thành Đèn Đô. Đèn Đô tức là ngôi đền lớn thờ người Định Đô Thăng Long. Mà người Định Đô Thăng Long đó chính là đức vua Lý Thái Tổ Cô Quẩn. Vâng, và đây cũng là câu trả lời của rất nhiều quý khách về Đèn Đô tự đặt câu hỏi ạ. Tại sao lại có tên là Đèn Đô ạ? Vâng, và nội dung văn bia là ca ngợi công lao của 8 vị vua triều Lý ạ, từ vua Lý Thái Tổ cho tới vua Lý Huệ Tông như cháu vừa giới thiệu ngắn gọn trong cung. Tấm bia đá này nhìn thì rất bình thường, nhưng giới thiệu ra bia đá cục anh hùng, và đây chính là bia đá anh hùng duy nhất sau chiến tranh để lại. Và ngày nay vẫn còn vết đạn bán thẹn, đó là những cái khắc dấu tích vâng cho đến ngày nay. Vâng, dạ. Và mất rất là nhiều chữ rồi, nhưng cũng rất may trước năm 52 thì các cụ đã có một bản sao rồi ạ. Và sau tấm bia đá này là tấm bia đá được dịch sang tiếng Việt. Vâng, cũng rất may đã có bản lưu ạ. Vâng, và bây giờ cháu mời các bác sẽ sang tham quan nhà mẫu và cuối cùng là tham quan bộ đồ cổ như cháu vừa giới thiệu. Đây rằng là ngày chính hội và cũng chính là ngày Lý Thái Tổ đăng quang nhá. 56. Dạ vâng. Và bài vị của các thánh mẫu triều Lý. Phía trên linh cung có treo bức đại tự Vương Mẫu Từ, tức là nơi thờ các vương mẫu, những người mẹ đã sinh ra các đức vua. Và như cháu vừa giới thiệu, bà Trần Thị Dung chính là mẫu, là mẹ của đức vua Lý Chiêu Hoàng. Nay bà không còn là con dâu của nhà Lý nữa, mà là dâu của nhà Trần rồi. Chính vì vậy trên cung điện thờ 8 đức vua, nhưng dưới nhà mẫu chỉ thờ 7 vị ạ. Được đặt ở chính giữa của nhà mẫu là hoàng hậu của vua Lý Thái Tổ, tức vua Lý Công Uẩn, đồng thời là vương mẫu là mẹ vua Lý Thái Tông, vị vua thứ hai của triều Lý, đó chính là hoàng hậu Lê Thị. Vì triều đại nhà Lý hầu hết do sự cha truyền con nối lên cái nghiệp, chính vì vậy vợ của vua trước lại là mẹ của vua sau ạ. Ngồi cái bên tay phải cũng ở giang chính giữa, đó chính là Nguyên Phi Ỷ Lan.
Đối với gia đình bà là phận dâu của triều Lý, nhưng đối với xã hội, đối với đất nước bà có công rất lớn, hai lần buông rèm nhiếp chính, giúp chồng và con cai quản đất nước. Nguyên phi Ỷ Lan là phận dâu của nhà Lý và đồng thời theo xã hội là bà đã có công rất lớn với đất nước. Chính vì vậy bà chính là phụ nữ của Việt Nam đại diện cho phái đẹp, không chỉ giỏi việc nước còn đảm việc nhà. Chính vì vậy từ xưa các cụ đã có câu ứng với bà rằng sống quê cha, chết là ma quê chồng. Bởi vậy sau khi băng hà, Nguyên phi Ỷ Lan được đưa về chôn cất và an táng ở chính tại cánh đồng của các vị vua triều Lý, nằm rải rác trước cánh đồng của ngôi đền đây, khoảng chừng 2 km là nơi an nghỉ của các vị vua, thì có thêm lăng mộ nữa, đó là lăng của bà Nguyên phi Ỷ Lan. Vâng, tiếp đến hai bên là thánh mẫu của các đức vua về sau. Các thánh mẫu thì không có nhiều công trạng cho nên lịch sử không đề cập đến ạ. Và bây giờ thì cháu mời các bạn sẽ ghé tham quan phòng truyền thống người đặt bộ đồ cổ như cháu muốn giới thiệu ạ. Cháu mời các bạn sẽ lên phòng. Vâng thưa các bác ạ, nơi các bác đặt chân thưa đây là phòng truyền thống đền Đâu lịch sử và văn hóa. Đặc biệt trong phòng truyền thống này đã được trưng bày bộ đồ cổ lớn nhất tìm ra cách đây 29 năm. Như cháu vừa giới thiệu khi con cháu nhà Lý từ Hàn Quốc tìm được về thì cũng là lúc phát hiện ra bộ đồ cổ. Và qua câu chuyện cảm động này cũng cho ta thấy rằng câu sấm xưa của cụ Trạng Trình đã ứng nghiệm. Bao giờ rừng bám hết cây, tàu khê cạn nước, Lý nay lại về. Ngày xưa trước ngôi đền đây có một rừng cây báng, nhưng đến nay do nhân dân đã khai phá thành đồng ruộng. Đoạn sông Tàu Khe chảy qua lăng vua đến nay đã cạn khô dòng nước, thì đúng lúc ấy con cháu nhà Lý đã tìm được về cố hương, lại tìm được ra bộ đồ thờ cổ lớn nhất và quý giá nhất ạ. Hai bên của bộ đồ cổ là những viên gạch cổ, mảnh gốm cổ, chiếc chuông cổ và những chiếc đĩa cổ. Đó là những cổ vật rất quý giá đã tìm ra dưới lòng đất khi đền bắt đầu khởi công xây dựng lại vào năm 1989. Phía trước, đây là bộ đường ra cảng dòng họ nhà Lý từ Hàn Quốc về. Ông Sơn cuốn tộc và đã được cuộn và được trong hộp đựng này. Cuốn tộc và thì hiện nay ban quản lý cất giữ rất là cẩn thận ạ. Và đây chính là hộp đựng để khách có thể chiêm ngưỡng. Vâng, khi mà hộp dậy từ Hàn Quốc về. Dạ vâng ạ. Ở bên phía trên của khung kính thưa đây là khung ảnh của các vị lãnh đạo đảng và nhà nước về thăm tưởng nhớ đến các vị vua triều Lý. Mỗi vị lãnh đạo đảng và nhà nước về thăm đều trồng cây lưu niệm. Các bác đi từ cổng ngoài vào thấy hai bên là hai hàng cây, đó là những cây do các vị lãnh đạo đảng và nhà nước trồng, đó là những cây đời mãi mãi xanh tươi. Các bác hướng lên phía trên của khung ảnh, ở chính giữa đó là bức chiếu rời đô ra Thăng Long đã được dịch sang tiếng Việt. Và bản chữ Hán như cháu vừa giới thiệu ở phía bên trên cung đấy ạ. Phần nội dung chính là có 214 chữ, thì ứng với 214 năm của 8 vị vua có thực quyền trách nhiệm được thờ ở đền Đô ạ. Và đây là phần dịch nội dung chính đó sang tiếng Việt ạ. Và hai bên là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh có về thăm đền Đô. Bác về thăm đền Đô thăm Đình Bảng tới 4 lần. Lần đầu là ngày 13 tháng 9 năm 1945 và lần cuối cùng là ngày 17 tháng 12 năm 1955 ạ. Vâng, bây giờ tiếp đến mời các bác hãy tham quan một chút ạ. Nơi đây là sao vàng giới thiệu về cụm di tích lịch sử trên quê hương nhà Lý. Nơi các bác đang đặt chân ở đây là đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Ta đi từ đền Đô xuôi về thủ đô Hà Nội, men theo đường quốc lộ 1A cũ, nằm ngay ven đường quốc lộ, cách đền Đô 1,5 km. Thưa đây là ngôi chùa Ứng Tâm, hay còn gọi là chùa Cổ Pháp, và ngày nay người dân gọi nôm la là chùa Dận. Ở chính tại ngôi chùa này, vào ngày 8 tháng 3 năm 1974, vua Lý Công Uẩn đã được sinh ra ở tại đây ạ. Và hiện nay nhân dân Đình Bảng thờ mẹ của vua Lý Công Uẩn, đó là Minh Đức Hoàng Thái Hậu Phạm Thị. Các bác đi từ đền Đô xuôi về trung tâm của làng khoảng 800 m, nằm giữa trung tâm của làng, thưa đây là di tích đình Đình Bảng. Đây là di tích cổ và đẹp của Việt Nam, từ xưa đã có câu thứ nhất là đình Đông Khang, thứ nhì đình Bảng, vẻ vang đình Diềm. Đình Đông Khang thì đến nay đã bị chiến tranh phá hủy và duy nhất chỉ còn ngôi đình Đình Bảng là kiến trúc cổ và đẹp của Việt Nam. Ngôi đình này được xây dựng trong vòng 36 năm, từ năm 1700 đến năm 1736. Vâng, và đối diện với đền Đô cách 2 km theo đường chim bay thẳng một trục chính về phía cuối của làng ạ. Thưa đây là di tích đền Dô.
rồng chính là nơi thờ vị vua cuối cùng của nhà Lý như cháu vừa giới thiệu đấy ạ. Đó là Lý Triều Mạn. Vâng ạ. À, bà lên ngôi 20 cuối sau có nhiều ngôi chứ trong thái trần cảnh. Lúc đó vương triều Lý đã khép lại và chuyển vương sang thái trần. À, các bác thấy đang rải rác trước cánh đồng của ngôi đền đây ạ là toàn thể quần thọ lăng thiên đức, tức là nơi an nghỉ của các vị vua triều Lý sau khi các vị vua băng hà lăng mộ đấy ạ. Sau khi các vị vua băng hà đã được đưa về chôn cất trên chính cánh đồng quê hương mình, đến nay được gọi là khu Sơn Lăng Cấm Địa, đó là khu an nghỉ của các vị vua. À, và như cháu vừa giới thiệu, khu lăng mộ của các vị vua triều Lý có thêm lăng mộ nữa đấy ạ, đó là lăng của bà Nguyên Phỉ Lan. Bà được nằm trên cánh đồng cùng với các vị vua nhà Lý, vì bà là phận dâu của nhà Lý có công rất là lớn ạ. Vâng, chính vì vậy sống quê cha chết vì mang quê chồng. À, về nếu như chúng ta tham quan cụm di tích lịch sử trên quê hương nhà Lý này ạ, thì khoảng chừng một ngày ạ, ta mới tham quan được hết các di tích lịch sử trên quê hương nhà Lý. À, nhưng ở các vị vua, còn lần sau nếu như có thời gian thì mời các bạn cũng có nhiều thời gian tham quan được cả cụm di tích lịch sử trên quê hương. Này, những lăng của các vị vua này có gần nhau? Các lăng mộ thì không nằm tập trung một chỗ như là ở chùa Nguyễn, mà nằm rải rác trên các cánh đồng phía trước ngôi đền này, đi từ lăng này đến lăng kia khoảng chừng 1 km rưỡi đến 2